Rồi, ok, xin chào Thế Nên Đam Mê nhá. Em Bảo Long BCB. Thì trưa hôm nay em tranh thủ ra test cái cây Lexi 2 trước khi giao cho anh đẹp ra. Em sẽ xả cho anh một băng anh nhá. Thì tóm qua hàng về. Hàng về thì em đã gọi video hoặc là quay video gửi qua trong Zalo cho anh rồi. Đấy. Thì bây giờ trước khi gửi đi, em test thực tế xem hơi nó xì xọt gì không. Dòng Lexi 2 thì anh em cũng hiểu rằng là nó ngắn gọn. Đây. Em gặp vào cho các bác xem này. Đây. Này, gặp khó hai chiều các bác nhá. Ti này các bác rút ra. Ti này ti nhập của nó và em sẽ độ lại, em chế lại thành cái ti này để bơm. Còn ti nhập của nó thì anh em sẽ vặn vào như này anh em nhá. Em sẽ chế lại. Đấy, để cho anh em bơm. Đấy, nó rất chỉ gọn này. Đây. Em 20 này, tầm 40 gọi là tầm 45. 45 cm thôi, vừa cái ba lô máy tính các bác nhá. Kính thì em lắp con vô tắc. Đấy. Con này khó hai chiều, thành ra khi anh em muốn mở ra thì anh em cũng phải lật như này lên. Đấy. Cái khó bên dưới. Đấy, khó hai chiều như nào em sẽ gạt cái này anh em nhé. Này gạt cái này. Đấy. Đấy, như này là khó này. Này cầm như này em quay một tay hơi khó nhé, hơi khó. Khi mà anh em gạt cái này lên này, nó nhả ra này, thấy chưa, nhả ra này. Đấy, ok chưa. Đấy, khó hai chiều. Đấy, băng đẳng của nó thì băng đẳng 8 viên, băng 8 viên anh em cứ đây em xoay xong này luôn này, băng 8 viên đấy, gặp xuống này. À, anh em lấy cái miếng này ra. Đấy, cứ thế đút đạn vào, đút vào. Cứ cho đạn vào đút. Xong bắt đầu đẩy cái này vào. Anh em ấy, không đẩy cái này vào không bắn đâu. Đấy, đẩy vào. Xong bắt đầu cứ đây. Đây là đang khóa cò. Đây là đang khóa cò nhá, không nổ à. Mở cò lên này, nổ à. À. Hàng này về Bảo Long đã phải làm lại nhá. Làm lại cái gì? Thứ nhất là cái hệ thống, nếu mà giảm thanh này anh em mà không làm lại thì nó sẽ hở hơi đường này. Hở hơi nhá. Nếu mà làm lại thì nó sẽ không, tuyệt đối không hở hơi. Đây, em cho các bác một tờ giấy này. Đây. Xem có tờ giấy nào không. Đây. Em cho cái tờ giấy này lên này. Đấy. Đây, lên trên này. Đấy, xem nó có hở hơi không nhá. Đây. À. Ok chưa? Không hở hơi một tí nào. Anh em nhá. Về đường giảm thanh thì tuyệt đối kín hơi. Đấy, em đã xử lý lại cho nên vấn đề về giảm thanh. Còn bên trong cái súng này không có xử lý bất kỳ một cái gì các bác nhá. Anh em thích chơi bình carbon thì em gửi bình carbon. Nếu chơi bình zin thì em gửi bình zin của nó anh em nhé. Bây giờ em sẽ test thực tế cho anh em một băng xem nó như nào, nó ra làm sao anh em nhé. Xin chào anh đẹp trai nhé. Em đang test thực tế cây Lexi 2 của anh xem nó đủ chậm như nào anh nhé. Tối hôm qua thì anh vừa cọc em 10 triệu xong. Bây giờ em sẽ test thực tế cho anh này, viên đầu tiên này. Một viên này. Hai viên này. Ba viên này. Bốn viên này, năm viên này, sáu viên này, bảy viên này, tám viên này, tám viên anh em nhá. Thực tế đây không xịt viên nào anh em nhá, không xịt viên nào anh em nhá. Cứ thế lên cò là bóp thôi nhá.